Xin chào mọi người, chúng ta tiếp tục học tiếng Anh bài 30 phần 1 từ vựng tiếng Anh. Từ từ vựng tiếng Anh bài 30 phần 1. Từ số 1 là motorbike là xe máy. Motorbike là xe máy. Số 2 là tricycle nghĩa là xe đạp ba bánh. Phiên Anh là tricycle. Số 3 là regularly là một điều đặn. Regularly một cách đều đặn. Regularly một cách đều đặn. Phiên âm regularly một cách đều đặn. Số 4. Là navigate là định hướng. Navigate định hướng. Navigate là định hướng. Navigate là định hướng. Số 5 là socket là cặn, là đường cặn. Socket là đường cặn. Socket là đường cặn. Số 6 lót là lạc đường. Lót là lạc đường. Từ 1 là motorbike, xe máy. Tricycle là xe đạp ba bánh. Regularly là một cách đều đặn. Navigate là định hướng. Shortcut là đường cắt. Lock là lạc đường. Là motorbike là xe máy. Tricycle xe đạp ba bánh. Regularly là một cách đều đặn. Navigate định hướng. Shortcut là đường cắt. Lock là lạc đường. Motorbike là xe máy. Tricycle là một xe đạp bánh. Regularly một cách đều đặn. Navigate
Navigate, định hướng, shortcut là đường cắt, lót là lạc đường. Thì kết thúc 6 từ vựng mới bài 30. Xin chào mọi người ạ.